Cổ động viên Hà Nội và Hải Phòng thể hiện như thế nào tại sân chơi Châu Lục? Tifo của những con trác Hà Nội FC trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Pohang Steelers tại AFC Champions League. Đại kỳ của cổ động viên Đức Cảng trên khán đài B sân vận động Lạch Tray ở trận đấu giữa Hải Phòng FC và PSM Makassar tại AFC Cup.